Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi truy cập trang web fptplay.vn trên hệ điều hành Win 7 báo lỗi 404 không tìm thấy trang bạn yêu cầu nhé. Do hiện tại Microsoft không còn hỗ trợ các bản cập nhật cho Win 7 nữa, cho nên là khi mình sử dụng một số trang web mình sẽ có tình trạng là báo lỗi. Hiện đặc biệt là trang web fptplay.vn này nhé. Thì ở đây mình có chuẩn bị hai trang web này, fptplay.vn và api.fptplay.net. Hôm nay mình thực hiện đó chính là cấp lại chứng chỉ cho hai trang web này để mình truy cập trang web fptplay.vn này nhé. Bước làm đầu tiên thì các bạn mở trình duyệt lên, sau đó truy cập cho mình trang web này nhé, https://fptplay.vn. Rồi hiện tại mình sử dụng hệ điều hành Win 10 cho nên mình vẫn sử dụng bình thường. Nếu các bạn sử dụng trên Win 7 nó sẽ báo là không tìm thấy trang, lỗi 404 ấy. Thì các bạn để ý ở phần link trang web này. Cạnh chữ link trang web thì nó sẽ có biểu tượng một khóa này. Có biểu tượng một khóa đấy. Thì các bạn click chuột trái vào đấy. Và chọn mục chứng chỉ cho mình. Tiếp theo chọn mục Certification Path này. Đây. Đó. Chọn mục Global Size Group này. Chọn View, sau đó chọn mục Design, nó chọn mục Copy File nhé, nó sẽ đẩy cho hai cái bảng liên tục, chọn mục Copy File này, chọn Next, sau đó chọn mục Brew để mình lưu file ra, mình xuất cái file ra, thì các bạn chọn là mục Desktop rồi lên dây nhớ đi, click chuột phải vào này sẽ tạo thư mục này, mình sẽ lưu vào thư mục mới nhé, fptplay.vn đi. Đó, mình lưu đây. Thì file đầu tiên mình sẽ lưu là fptplay.vn để dễ nhớ trong web này. Chọn save. Next. Finish này, nó sẽ báo lưu thành công này. Ok. Mình tắt đi này. Bước thứ hai mình sẽ truy cập trang web thứ hai. Đây, là api.fptplay.net. Các bạn có thể copy, mình sẽ để lại cái link dưới mô tả nhé. Các bạn có thể copy hoặc là gõ lại được. Mình sẽ gõ lại lên https://api.fptplay.net. Enter. Đấy, khi truy cập nó sẽ báo lỗi đây nhưng mà các bạn cứ bỏ qua đi. Các bạn lại chọn tiếp tục vào mục ổ khóa đây này. Ổ khóa đây nhé. Chọn chuột trái ở đây. Sau đó chọn chứng chỉ này. Sau đó chọn vào Certification này, Path này, chọn mục Global Size này, làm tương tự, chọn View này, chọn mục lại mục Design này, chọn mục Copy File này, chọn Next, lại chọn Brew. Thì ở đây nó mình lại lưu thêm một thư mục nữa, nó sẽ lưu sẵn rồi, fptplay.net nha, cho nó dễ nhớ đi, lại Save lại, chọn Next. Ok, như vậy là đã lưu rồi nha. Sau đó các bạn tắt trình duyệt đi. Rồi, đến bước tiếp theo là mình sẽ cài cái chứng chỉ đấy lại. Thì mình sẽ truy cập vào cái thư mục mình nãy mình tạo ở mục desktop này. Đây này, fptplay.vn này. Nó sẽ có hai file nãy mình tạo đây. Bây giờ mình sẽ cài nhé. Chọn một cái file, chọn chuột phải, sau đó Intro. Sau đó chọn Next. Chọn Blade On nhé. Và chọn Brew này. Chọn cho mình vào mục Chớt Root này. Đó. Chọn OK. Và chọn Next. Finish. OK. Tiếp tục cài file thứ hai fptplay.vn. Chọn chuột phải này. Intro. Next. Chọn Blade On. Brew tiếp. Chọn mục Chớt Root này. OK. Next. Finish. À, ok. Sau đó các bạn truy cập lại cái trang web fptplay.vn là các bạn sẽ xem được. Nếu trong quá trình mình hướng dẫn các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể xem lại từ đầu video để mình thực hiện theo từng bước một, hoặc là các bạn có thể nhờ hỗ trợ từ tổng đài. Các bạn có thể liên hệ tổng đài 1900 600 để các bạn có thể hỗ trợ thêm cho các bạn. Chúc các bạn thành công.